Và để nhằm giải quyết ùn tắc giao thông và hạn chế tai nạn diễn ra tại đoạn dẫn vào đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng đường song hành với cao tốc này, đoạn từ Mai Chí Thọ qua khu dân cư Nam Rạch Chiếc đến đường vành đai 2. Dự án đầu tư xây dựng đường song hành với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây do liên danh công ty cổ phần bất động sản Tiến Phước và công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Rạch Chiếc làm chủ đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Dự án gồm hai đoạn đường song hành bên phải tuyến cao tốc với tổng chiều dài gần 3.400m và bề ngang 20m, quy mô 4 làn xe. Trong đó đoạn 1 dài gần 2.800m đi từ Mai Chí Thọ đến Đỗ Xuân Hợp và đoạn 2 dài hơn 600m đi từ đường D11 đến vành đai 2. Dự án cũng bao gồm việc xây dựng mới 3 cầu trên tuyến song hành là cầu Bà Giạc, cầu Mương Kênh, cầu Bà Hiện với tổng chiều dài cầu khoảng 567m. Dự án dự kiến được xây dựng trong vòng 24 tháng từ ngày khởi công với tổng vốn đầu tư là 808 tỷ đồng. Theo ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, dự án sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối khu dân cư Nam Rạch Chiếc với hệ thống hạ tầng đô thị chung. Đặc biệt, trước mắt dự án góp phần quan trọng trong việc giảm ùn tắc giao thông và hạn chế tai nạn giao thông tại đoạn dẫn vào cao tốc. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật của khu vực theo quy hoạch, kết nối hạ tầng kỹ thuật của khu dân cư Nam Rạch Chiếc vào hệ thống hạ tầng đô thị chung, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng khu dân cư Nam Rạch Chiếc, phục vụ cho nhu cầu tái định cư, cho việc đầu tư phát triển nhanh khu đô thị mới Thủ Thiêm, nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông khu vực đầu tuyến cao tốc, đặc biệt là nút giao An Phú và điểm quay đầu tại vị trí cầu Bà Giạc. Có mặt tại buổi lễ khởi công, lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn đến các hộ dân đã đồng ý di dời, giải tỏa mặt bằng cho dự án. Đồng thời, ông Lê Văn Khoa cũng yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát thực hiện công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn, giảm thiểu tối đa các tác động đến hoạt động của các hộ dân cũng như lượng xe lưu thông trong khu vực trong quá trình thi công dự án.